Rồi ok, mình qua sửa Cambridge Key English Test, viết tắt là Test 7 ha các bạn. Test 4, Paper 1, Reading and Writing. Ok, Part 1. Đầu tiên, ví dụ người ta xài trước một cái là You can't pay by card. Bạn không thể trả bằng thẻ tín dụng. Rồi người ta đã xài sẵn là câu H, thấy không? Câu H, College Cafe, quán cà phê của trường cao đẳng. Sorry, cash only, no credit card. Xin lỗi ha, chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt và không có chấp nhận thẻ. Vậy có hát xài rồi mình đánh vô. Rồi mình đọc bên trái, rồi mình lựa thông tin bên phải, match nó lại thôi các bạn. Number 1, this is cheaper than usual if you buy something else. Cái này thì rẻ hơn bình thường nếu mà bạn mua một cái thứ khác. Number 2, if you become a member, you will get a discount. Nếu mà bạn trở thành thành viên thì bạn sẽ được giảm giá. Number 3, if you buy a book, speak to this person. If you want to buy a book, nếu bạn muốn mua sách, nói chuyện với người này. Number 4, this place is open in the evening. Cái nơi này mở cửa vào buổi tối. Number 5, you cannot enter here at the moment. Bạn không thể vào đây vào lúc này. Như vậy, sau khi mình đọc qua 5 cái câu bên trái thì qua bên phải mình đọc thôi. Rồi, câu A. Epic and French Dictionary for Sale. Read Price. Contact David. Ok. Cái này là cái từ điển ha các bạn. Từ điển mà tiếng Pháp và tiếng Ả Rập đang được bán. Giá cả thì tuyệt vời. Liên hệ David. Vậy hồi nãy mình nhớ có một cái câu if you want to buy book, speak to this person nè. Nếu mà bạn muốn mua sách, từ điển thì là một loại a kind of book. Như vậy câu 3 này mình sẽ đánh vô là A ha. Ok. Rồi tiếp tục qua câu B. Student cafe, hot meal served until 10 p.m. every day. Ở đây mình có là quán cà phê dành cho sinh viên. Những cái thức ăn nóng thì được phục vụ cho đến 10 giờ tối mỗi ngày. Như vậy hồi nãy, this place is open in the evening. Cái nơi này thì mở cửa vào buổi tối, nó phù hợp với cái câu B mình mới đọc nè. 10 p.m. ha các bạn, là 10 giờ tối. Rồi vậy câu số 4 đánh vô là B. Câu C, learning center. Every student can borrow up to 3 books. Cái trung tâm mà học ha. Rồi mỗi một sinh viên thì có thể mượn tối đa là 3 quyển sách. Vậy không có phù hợp với thông tin nào hết nên mình lại tiếp tục qua là close for cleaning. Đóng cửa để lau chùi. Please use toilets upstairs near the cafe. Vui lòng sử dụng cái toilet ở trên lầu gần cái quán cà phê. Như vậy thì hồi nãy cái câu số 5 you cannot enter here at the moment là phù hợp với ngay chỗ câu đề này. Là tại vì ngay chỗ này đóng cửa nên mình đâu vô được đâu. Vậy số 5 mình đánh vô là C, là D ha. Rồi ok. Câu E, with every coffee get a sandwich for £1. Normal price £2.50. Rồi như vậy với mỗi một cái ly cà phê thì bạn được mua một cái sandwich với giá £1. Giá bình thường là £2.50. Như vậy nó tương đương với câu 1 ha. Cái này thì rẻ hơn nếu mà bạn mua thêm một cái if you buy something else. Bạn mua một cái thứ khác. Vậy câu số 1 mình sẽ đánh vô là E. Ok. Rồi tiếp tục qua câu F ha. Football practice. Cái buổi thực tập đá banh Wednesday 7 p.m. to 8 p.m. Call Brian on cái số điện thoại này 0489 967 622. Rồi để thực hành hoặc là để chơi đá banh á thì vào ngày thứ tư từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối thì gọi cho Brian vào cái số 0489 967 622. Vì câu F này nó không phù hợp cho cái nội dung nào bên đây hết, mình tiếp tục qua câu G. Ok. College gym, join now for 12 months and only pay for 10. Cái phòng tập thể hình dành cho trường cao đẳng. Hãy gia nhập bây giờ với cái 10, giá vé là 12 tháng nhưng mà chỉ trả tiền cho 10 tháng thôi. Như vậy có nghĩa là nếu mà bạn là thành viên thì bạn sẽ được giảm giá. You will get a discount. Vậy bên đây câu số 2 mình đánh vô là G ha. Rồi xong ha các bạn. Xong part 1.